Xin chào các bạn, có lẽ đây là lần đầu tiên mình lên hình. Rồi mình cũng rất là ngại không biết nói gì nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài hôm nay luôn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3 trong giáo trình Shinkansen Master N2. Bài số 3 này có chủ đề là Atode. Thì như các bạn đã biết ở trong phần sơ cấp chúng ta học Atode mang nghĩa là gì nhỉ? Sau khi đúng không? Vậy thì các mẫu câu ở trong bài số 3 này ấy, nó cũng mang nghĩa là sau khi. Đấy, cái nét nghĩa dịch thì có thể là như vậy. Thế nhưng mà có một số cái điểm lưu ý, có một số cái điểm khác biệt hay là một cái sắc thái riêng mà chỉ có những câu mẫu câu này mới thể hiện được, chứ còn nếu mà chỉ dùng atode hay là tkr đúng nhỉ thì không thể nào mà thể hiện được hết cái sắc thái nghĩa đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu chi tiết vào nhé. Mẫu câu đầu tiên của chúng ta đấy là mẫu câu tehazimete đúng nhỉ, tehazimete. Nó mang nghĩa là chỉ sau khi thì mới, chỉ sau khi mới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần đô như là cái phần dẫn vào mẫu câu nhé. Bây giờ các bạn sẽ quan sát bức tranh này. Đây, ở đây ở trên màn hình này có một câu chuyện về bạn này đúng không? Ví dụ bạn ấy thấy gì nhỉ? Cái món sò này đúng không nhỉ? Bạn nói là gì đây nhỉ? Mazui dakara kirai. Mazui dakara kirai tức là gì đấy? Vì rất là dở đúng không? Vì rất là tệ cho nên là tôi không có thích đúng nhỉ? Hay là takai dakara kaenai là gì đấy? À, vì đắt cho nên là tôi không mua được, không thể mua được. Hay là bạn đã nói với một người bạn của bạn này là gì nhỉ? Atsu dakara aisu tabeyo đúng nhỉ? Tức là vì nóng cho nên là muốn ăn kem đúng không? Cùng ăn kem đi. À, các bạn thấy rằng ở trên này bạn dùng là mazu dakara, takai dakara hay là atsu dakara. Đây là tính từ đuôi y đúng không? Mazui, takai hay là atsu. Thế nhưng mà bởi vì là thói quen của bạn ấy vẫn dùng như thế. Không ai nói cả, do vậy bạn không thể nhận ra được là bạn đã dùng sai, đúng nhỉ? Và sau khi nói cái câu là Atsu dakara aisu tabeyo là vì nóng cho nên là tôi là hãy ăn kem nào, thì cái người bạn này các bạn bạn mới nhắc cho là gì đấy? À, Atsu dakara ja nakute Atsu kara da yo, tức là gì đây nhỉ? Không phải là Atsu dakara mà chỉ là Atsu kara thôi. Đấy, đây là cái điều mà đây là những cái ngữ pháp cơ bản mà rất nhiều khi chúng ta vẫn có thể mắc lỗi sai đúng nhỉ, mặc dù nó là những cái kiến thức rất là cơ bản học ở trong phần thể Futsuke, thể thông thường của N5 đấy. Đấy, vậy thì để thể hiện cái sắc thái đó là chỉ sau khi được bạn tôi nhắc nhở ấy, thì tôi mới nhận ra lỗi sai, thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu tehazimete này. Các bạn quan sát câu ví dụ nhé, đó là tomodachi ni iwarete hajimete machigai ni kiga tsuita đúng nhỉ, chỉ sau khi được bạn nói đúng nhỉ, chỉ sau khi được bạn chú ý, chỉ sau khi được bạn nhắc nhở ấy thì tôi mới nhận ra lỗi sai. Trước đây tôi chưa hề biết ra biết cái điều đấy là sai đúng không, bây giờ tôi mới biết đó. Thì chúng ta sẽ giữ mẫu câu này với sắc thái nghĩa như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào phần chi tiết này. Sẽ tiếp dấu cự của mẫu câu này nó chỉ đi với động từ thể t vt cộng với hajimete. Bạn nào mà còn chưa nhớ cách chia thể t thì xem lại nhé, bởi vì đây là kiến thức rất là cơ bản của phần ngữ pháp N4 đúng nhỉ? À, ngữ pháp N5 chứ. Bài số 14 chúng ta đã học cách chia thể t rồi. Cách sử dụng của mẫu tehazimete là như nào? Đầu tiên ấy, đó là sử dụng trong trường hợp để nói rằng sau khi trải qua một kinh nghiệm nào đó thì mới nhận ra rằng từ trước đến nay mình không để ý đến việc đó hoặc đã không suy nghĩ sâu sắc đến điều đó đúng không? Đấy, sau khi trải qua một kinh nghiệm nào đó nhá. Đây, mình sẽ chú thích vào những cái phần quan trọng ở đây cho các bạn quan sát này. Trải qua một kinh nghiệm nào đó này. Ví dụ như ở câu trên của chúng ta thì cái kinh nghiệm đấy là gì đấy? Đó là được bạn nhắc cho, được bạn nói cho đúng không? Thì mình mới nhận ra. Đấy. Nhận ra này. Nếu mà bạn không nhắc mình thì mình không hề nhận ra là mình đã sai đúng không? Thế nhưng mà từ cái kinh nghiệm, từ cái trải nghiệm được bạn bè nhắc như vậy thì sẽ rất là nhớ. Giống như chúng ta nếu mà cái lỗi nào mà chúng ta sai mà được người ta chữa cho ấy đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ nhớ cái lỗi đấy rất là lâu nhá. Tiếp theo này, đặc điểm của các vế trước sau của tehazimete. Vế sau tehazimete là câu thể hiện ý nghĩa nhận ra một điều hoặc là xuất hiện xảy ra một điều gì đó mới. Chính vì vậy đuôi nó thường có các dạng như là kigatsu đúng nhỉ, là nhận ra này, hay là wakaru. Wakaru là hiểu đúng không, hiểu ra là này, kigatsu là nhận ra là, shiru là biết là, hoặc là yoninaru là trở nên đúng nhỉ, trở nên như nào đó đấy. Nhưng mà mặc dù là trở trở nên ấy, nó cũng không phải là dùng động từ bình thường như là trở nên ăn uống hay gì đâu, mà nó là trở nên nghĩ rằng ồ mơ đúng nhỉ, hay là trở nên hiểu ra kiểu thế. Tiếp theo này, vế sau thường không đi kèm với các câu biểu thị ý chí nhờ vả sai khiến.
đúng nhỉ, nó không đi kèm với các câu diễn tả ý chí, ví dụ như thể tai, thể gì đây nhỉ, thể veyo đúng nhỉ, thể ý chí này, hay là các thể tekudasai masenko sẽ không đi cùng nhá, mà nó thể hiện là gì đây, sự hiểu ra, sự lĩnh hội, sự ngộ ra đúng nhỉ, từ cái trải nghiệm phía trước đó. Thì chúng ta sẽ có một số cái điểm lưu ý là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát phần D bư đúng nhỉ, phần ví dụ này. Ví dụ câu số 1 ichi nhá. Jisai genchi no yosu o mite hajimete konkai no jishin no hirosa o shita. Tức là chỉ sau khi nhìn thấy tận mắt tình hình địa phương đó thì tôi mới hiểu được sự dữ dội của trận động đất lần này, đúng nhỉ? Đây các bạn có mite hajimete, tức là chỉ sau khi nhìn thấy cái yosu là một từ rất là nhiều nghĩa, nghĩa là điệu bộ, dáng vẻ, tình trạng, đúng không? Đấy, genchi, chữ Hán là chữ hiện là chữ địa, có nghĩa là cái địa điểm đó, cái nơi đó nhá. Thì tôi mới biết được cái điều đấy, đúng không? Trước đây tôi không hề biết, thế nhưng mà từ cái trải nghiệm, đúng nhỉ, từ cái việc mà tôi nhìn ra thì tôi mới hiểu ra được điều đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng. Hay là câu số 2 này. Aite no hanashi no tochuu de hanashi o hajimeru kuse ga aru to hito ni iwarete hajimete ki ga tsuita. Tức là cái thói xấu xen ngang người lời khác ấy, đúng không? Đây, kuse, cái chữ này này là cái chữ đọc là kuse đúng nhỉ, có nghĩa là cái thói mà người khác đang nói, đang giữa chừng câu chuyện người khác thì tôi lại bắt đầu nói, đúng không? Tức là xen ngang đấy. Thì chỉ sau khi, đúng không, chỉ sau khi bị người ta hito ni iwarete, ở đây là thể bị động đúng nhỉ, động từ yu được chia thể bị động là iwarete, có nghĩa là bị nói nhá. Chỉ sau khi bị nói tôi mới nhận ra, đây các bạn thấy này, động từ shita, động từ kigatsuita đúng không? Đấy, hay là câu số 3 này. Yamada sensei no shido ukete hajimete seibutsu no kansatsu ga omoshiroi to omou yo ni natta. Tức là chỉ sau khi được thầy Yamada hướng dẫn thì tôi mới thấy việc quan sát các loài sinh vật rất là thú vị, đúng không? Trước đây tôi không hề thấy cái việc seibutsu no kansatsu, cái việc quan sát các loài sinh vật này nó thú vị một chút nào cả. Thế nhưng mà từ sau khi cái trải nghiệm này, tự nhiên tôi có cái sự thay đổi đấy, đúng không? Mà trước đây tôi chưa hề có. Vậy thì chúng ta cũng sử dụng hình thức te hajimete trong trường hợp đấy nhá. Đấy, nếu mà gọi là phân tích word by word ấy, thì từ hajimete chính là cái chữ lần đầu tiên ấy, đúng nhỉ? Đấy, nó gần gần như vậy, thì tức là sau khi vậy thì lần đầu tiên tôi mới có cái điều đằng sau như thế. Câu số 4 này. Chance ga atte hajimete saino ga ikite kuru no dewa nai daro ka. Tức là chẳng phải là, đây có cái no dewa nai daro ka, nghĩa là chẳng phải là hay sao? Chẳng phải là ấy, chỉ sau khi có cơ hội thì tài năng mới có dịp ikite kuru, tức là được gì nhỉ, được bộc lộ, được nảy sinh, đúng không? Nếu không cho người ta cơ hội thì chúng ta không thể biết được người ta có thể làm được những cái gì, đúng nhỉ, tài năng người ta đến đâu đó, và chỉ khi mà có cơ hội thì nó mới có nhé. Câu 4 này thực ra nó mang tính chất hơi can yogo một chút, nó hơi quán ngữ một chút, đúng nhỉ, nó không phải là sau một cái trải nghiệm gì đó, mà nó mang tính chất là như là một câu gọi là một câu chân lý, thể hiện chân lý ấy. Đấy, thì thông thường là như vậy. Đấy, như vậy là mẫu câu đầu tiên của chúng ta te hajimete diễn tả rằng cái việc phía trước te hajimete là cái một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm, mà từ cái trải nghiệm đó, từ kinh nghiệm đó giúp chúng ta thấu hiểu được, chúng ta biết được một điều gì đó mà trước đây chúng ta chưa hề nhận ra. Đó, đó là một số cái lưu ý nhá. Tiếp theo chúng ta sang mẫu câu số 2 này, đó là mẫu câu uede. Uede, uede mang nghĩa là sau khi. Các bạn lưu ý rằng cái chữ này là chữ thượng, đúng không? Có rất là nhiều cách đọc, đúng nhỉ? Một trong những chữ Hán mà có nhiều cách đọc nhất, thì trong trường này nó sẽ đọc là uede nhá. Vậy thì chúng ta có khá là nhiều mẫu câu liên quan đến ue, đúng nhỉ? Ví dụ như là ue ni, ue de, rồi thì có trường hợp đó là dồ nữa. Thì các bạn cần phải lưu ý cái sắc thái nghĩa cũng như là những cái từ xung quanh, cấu thành của những cái thành phần chia cùng nó, để các bạn biết được xem nó thuộc cái sắc thái nghĩa nào, đúng nhỉ? Trong trường này thì chúng ta sẽ có nó là đi với thể thể tờ, đúng nhỉ? Thể v tờ, hoặc là danh từ no thì nó mang nghĩa là sau khi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần đô như phần giới thiệu mẫu câu nhé. Đây các bạn nhìn thấy một cái bezel đúng nhỉ, một cái biệt thự rất là đẹp đúng không? Đấy. Thì chúng ta thấy rằng để mà cân nhắc mua được một cái biệt thự như này rất là khó đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu đấy là gì đấy? Kono ie o kau ka dou ka yoku kangaeta ue de denaku shimasu.
Ví dụ như là một đứa trong văn phòng bất động sản ấy, đúng nhỉ, nó gọi chúng ta nó bảo là có mua nhà không ấy, nó cho cái ảnh nhà như này, thì chúng ta bảo là gì nhỉ, à phải là sau khi tao nghĩ kỹ xem tao có mua hay không thì tao mới liên lạc với mày, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì đây là một việc rất là quan trọng, rất là trọng đại, không thể nào mà quyết được luôn, đúng nhỉ? Vậy thì cái việc căng gây tờ này, cái việc suy nghĩ này nó sẽ là cái tiền đề, nó sẽ là cái cơ sở để cho cái việc mà người ta làm hành động liên lạc này đằng sau, đúng không? Đấy, phải có một cái bước chuẩn bị, một cái bước tiền đề, một bước cơ sở là căng ghê rự trước nhá, đó là suy nghĩ trước, sau đấy thì mới là làm cái hành vi phía sau, thì để thể hiện rằng gì nhỉ, chúng ta sẽ làm một cái bước tiền đề, một cái bước cơ sở, đúng nhỉ, trước sau đấy chúng ta mới có cái hành động phía sau, dựa trên cái kết quả của cái hành động cơ sở đó thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu UED. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết nhé. À, mình vẫn còn một cái do new nữa, các bạn có thể xem ở phần tiếp theo đây, trước khi đến vào cái phần chi tiết. Ví dụ này, hỏi bạn này là gì đây nhỉ? Yu ngaku suru ka dou ka kimemashita ka, tức là đã quyết định được là đi du học hay chưa chưa, đúng nhỉ, có đi du học không, và bạn ấy nghĩ ngay đến là mẹ của bạn, đúng nhỉ, này đồng ý hoặc không đồng ý, và bạn nói là gì đây nhỉ? お母さんに相談した上で決めます。Tức là sau khi tôi trao đổi bàn bạc thảo luận với mẹ tôi ấy, thì tôi mới quyết định được. Vậy thì cái bước trao đổi bàn bạc với mẹ này cũng là một cái gì đấy, cũng là một cái mang tính chất chuẩn bị tiền đề cho cái việc quyết định phía sau, đúng không? Đấy, thì bởi vì việc đi du học là một việc rất là trọng đại trong đời người, gần như là một bước ngoặt trong đời ấy, đúng không? Hoặc là tốn chi phí rất là lớn, không thể tự mình quyết định được. Thì trong trường này chúng ta cũng sử dụng nhá. Bây giờ chúng ta đi vào phần chi tiết này. Sẽ chữ số cự của mẫu câu đó là thể tờ cộng ED, hoặc là danh từ cộng với no cộng ED. Cách sử dụng thứ nhất đó là nó diễn tả ý ấy, phải làm một hành động trước như là một sự chuẩn bị, sau đó mới tiếp tục thực hiện hành động phía sau. Đây, hành động trước như là một sự chuẩn bị này, sau đó mới tiếp tục thực hiện hành động phía sau. Giống như chúng ta vừa có cái kia là hành động suy nghĩ, đúng không? Sẽ là một cái phải làm trước, và sau khi suy nghĩ thì chúng ta mới có thể là liên lạc với người kia, đúng nhỉ, là một cái việc tiếp theo. Hay là gì đấy, cái việc xô đăng, đúng nhỉ, cái việc thảo luận bàn bạc với mẹ ấy, cũng là một cái mang tính chất chuẩn bị trước, đúng không, làm trước cho cái việc phía sau đấy là quyết định nhá. Tiếp theo này, về phía sau là kết quả sau hành động đằng trước, cái này thì mình vừa nói kỹ rồi đúng không, và là hành vi mang tính ý chí của người nói. Đấy, phải là hành vi mang tính ý chí của người nói, đương nhiên đúng không nhỉ, nó là hai cái hành động mà, thì phải là hành vi mang tính ý chí, không thể là mấy cái câu trạng thái được nhá. Tiếp theo này, hai vế trước sau phải chung chủ ngữ, đây là điều rất là quan trọng, hai vế trước sau phải chung chủ ngữ, rõ ràng đúng không nhỉ. Tôi làm cái hành vi phía trước như một bước chuẩn bị, sau đó thì tôi làm tiếp cái đằng sau, vậy thì nó phải cùng chủ ngữ, nếu không thì sẽ không được. Lát nữa chúng ta sẽ cùng ôn lại một chút về cái sự khác nhau của các cái mẫu câu này ở trong phần tổng hợp nhé. Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục cái phần chi tiết mình đang nói này. Ví dụ nha. Ví dụ câu như sau. 荷物が届いた上で連絡します. Tức là sau khi hành lý đến nơi ấy, thì tôi sẽ liên lạc. Câu này là câu chigaimasu, câu này là câu sai. Bởi vì vế trước chúng ta có chủ ngữ là 荷物, là hành lý. Vế sau là連絡します, tức là liên lạc, đúng không? Đây ẩn chủ ngữ là watashi đi, thì hai vế là khác chủ ngữ, do vậy không được dùng uede, đúng nhỉ? Thì câu này muốn dùng thì chúng ta phải dùng shidai, đúng nhỉ? Là cái mẫu câu chúng ta học ở phần 3 này. Thành nimotsu ga todoki shidai renaku shimasu thì ok. Hoặc là các bạn muốn dùng uede thì chúng ta phải dùng cái kiểu như này. Nimotsu ga todoita ka dou ka kakunin shita uede renaku shimasu, tức là sau khi xác nhận xem là hành lý đã đến hay chưa ấy, thì tôi sẽ liên lạc. Bởi cái câu này sẽ đúng, bởi vì là cái việc xác nhận là hành vi của mình và liên lạc cũng là hành vi của mình, đúng không? Còn nếu ví dụ sau khi anh Tanaka xác nhận tôi sẽ liên lạc ấy, thì sai, bởi vì chủ ngữ khác nhau nhá. Tiếp theo này, giống như tekara thì mẫu câu này không dùng cho trường hợp hành động xảy ra theo lẽ đương nhiên. Đó, chúng ta sẽ không sử dụng cho những trường hợp hành động xảy ra theo lẽ đương nhiên, tức là những cái hành vi rất là thông thường hàng ngày, ví dụ sau khi dậy thì tôi rửa mặt, tôi đánh răng, tôi ăn sáng, chúng ta không có dùng như thế, đúng nhỉ? Cái đấy chúng ta chỉ dùng VT bình thường thôi, hoặc là gì đấy, sau khi nấu ăn thì tôi ăn ấy, đúng không? Cũng không dùng. Kể cả tê cả đá không dùng trong trường hợp như vậy nhá, chúng ta chỉ dùng VT thôi. Ví dụ, 料理を作ってから作った
tsukutaue de tabemasho, tức là sau khi nấu ăn ấy thì cùng nhau ăn nào thì không, chúng ta không dùng đúng không, mà phải dùng là ryori wo tsukute tabemasho, cùng nấu ăn và ăn nào. Đó, đó là cái lưu ý mà các bạn cần nhớ nhá. Tiếp theo, đây là một cái quan trọng này, trường hợp nó đi với danh từ ấy thì chúng ta có thể bỏ de đi, tức là không còn ue nữa mà chỉ cần là ue thôi, thì khi đấy ấy, thì ue nó mang sắc thái cứng và trang trọng hơn là có de. Và một cái phát sinh ấy là khi có de thì chúng ta phải suy nghĩ xem đấy là sau khi hay là khi, bởi vì như mình đã nói phía trước đấy là ue de có rất là nhiều cách sử dụng đúng nhỉ. Ue ni nó mang nghĩa là ngoài ra nhé, thêm nữa nhé. Ue de thì mang nghĩa là gì đấy, khi đi với ve tạ mang nghĩa là sau khi, nhưng mà đi với ve rự thì lại là khi đúng nhỉ. Cái điều chú ý, cái điều cần thiết khi làm gì đó thì trong trường hợp là danh từ chúng ta cần phải chú ý, ví dụ Mesetsu no ue de kete shimasu, tức là sau khi phỏng vấn ấy sẽ quyết định. Thì trường hợp này ue de mang nghĩa là sau khi đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái việc phỏng vấn này là cái cơ sở, là cái tiền đề, là bước chuẩn bị cho cái việc quyết định phía sau. Thế nhưng câu dưới này, Mesetsu no ue de chui te wa arimasu ka? Thì cái này, cái chú ý đi, này ấy, không phải là cái hành vi, không phải là cái hành động làm tiếp theo cái phỏng vấn đúng không, mà chỉ là cái điểm chú ý khi phỏng vấn thôi. Vậy thì UED này mang nghĩa là khi, cái này các bạn sẽ được học ở phần sau, những phần sau nhá. Do vậy trong trường hợp danh từ chúng ta cần lưu ý phân biệt sắc thái nghĩa nó là sau khi hay là khi, nó là sẽ là khi, nó sẽ là sau khi ấy. Khi cái động từ trước sau có quan hệ về mặt thời gian, cái hành vi phía trước này nó là cái cơ sở, cái tiền đề, là cái bước chuẩn bị cho cái sau. Còn đằng sau nó là những cái như là cái điều quan trọng, điều cần thiết, những điều chú ý khi mà thực hiện hành vi phía trước thì sẽ sử dụng cái sắc thái nghĩa là khi. Đó, đó là cái mà chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo chúng ta sang phần rebun, phần ví dụ. Câu ví dụ này. Ví dụ này, ichi. Bunshō ga hōzon sarete iru koto wo tashikameta ue de pasukon wo shut down shite kudasai. Tức là gì đấy? À, hãy tắt máy tính sau khi xác nhận tài liệu đã được lưu đúng không? Đây là cái bước quan trọng, bước rất là cần thiết trước khi chúng ta làm hành vi là tắt máy tính, đó là cần phải xác nhận xem là tài liệu đã lưu chưa nữa đúng nhỉ. Ngồi gõ văn bản cả ngày trời đúng không mà quên không lưu nữa là coi như đổ sông đổ bể, rất là mất thời gian, không được gì hết. Do vậy chúng ta cần lưu ý trường hợp này nhá, đấy gần như là bắt buộc phải gì đây nhỉ, phải xác nhận cái việc này đã lưu hay chưa thì chúng ta mới là tắt máy tính nhá. Thứ tự trước sau, cái này làm trước, cái này làm sau, và đây là một bước rất là quan trọng, bước chuẩn bị cho cái đằng sau này. Câu số 2 này. Kezai tekki na koto wo yoku kangeta ue de shinrou kimeru hitsuyou ga aru, tức là sau khi suy nghĩ kỹ đúng nhỉ về tính kinh tế ấy, thì sẽ đưa ra cái quyết định về lộ trình đúng không, hoặc là chúng ta dịch là chúng ta cần quyết định lộ trình sau khi suy nghĩ kỹ càng về tính kinh tế. Rõ ràng đúng nhỉ, làm gì thì làm chúng ta phải nghĩ đến tính kinh tế đầu tiên, bởi vì nếu mà làm lỗ hay là hao tốn tiền bạc ấy thì chúng ta sẽ không thể nào mà có động lực để làm những hành vi, những cái việc làm tiếp theo nữa. Do vậy là cái việc mà suy nghĩ về cái tính kinh tế này ấy, là một cái bước đệm, một cái bước đà, một cái bước chuẩn bị rất là quan trọng cho hành vi quyết định con đường đúng nhỉ. Thì để nhấn mạnh sắc thái đó chúng ta dùng UED nhé. Khi đấy mà chúng ta dùng tekarai là ta tô đế thì nó không thể nào bật ra cái sắc thái là cái trước là cái tiền đề, là cái bước chuẩn bị, là cái rất là quan trọng cho cái sau. Đó, đó là lý do tại sao mà mặc dù là cùng là sau khi mà lên N4 một kiểu, N5 một kiểu, thì N3 một kiểu, N2 một kiểu, N1 một kiểu đấy. Mỗi cái mẫu câu nó có một sắc thái nghĩa biểu đạt khác nhau. Thì nếu mà chúng ta nắm được rõ thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tình huống này rất là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 3 này. Câu số 3 là gì đây? Jibun, đúng nhỉ? Jibun hitori では kimerare ませんので、家族と相談した上でお返事をいたします。Tức là vì tôi không thể tự quyết được cho nên là sau khi bàn bạc với gia đình tôi sẽ trả lời sau. Thì cái này giống như cái mà mình vừa phân tích lúc nãy đúng không nhỉ? Đấy, giống như câu mà sau khi mà bàn bạc với mẹ thì tôi sẽ quyết định ấy. Cũng tương tự nhá, bước trao đổi là cái bước mà gọi là gì nhỉ? Một cái bước đệm, một cái bước tiền đề, một cái bước chuẩn bị cho cái hành vi henji đằng sau. Hay câu số 4 này. この列車には特急券が必要です。あらかじめ特急券をお買い求めの上ご乗車ください。Tức là
Tàu này thì cần vé tốc hành, đúng không? Chúng ta có đây là chữ Tesea là đoàn tàu nhé. Đây là Tokyuken là vé gì nhỉ? Vé vé tốc hành đấy. Arakajime nó giống như là Jizeni hay là Maeni, có nghĩa là trước, mai mốt tê đúng nhỉ? Nó mang tính chất hơi cứng và lịch sự. Đây các bạn thấy này, người ta dùng cái dạng tôn kính ngữ đây. Okai motome đúng nhỉ? Là no ue không no ue de. Sau khi mua vé xong thì hãy lên tàu. Đó, đó cũng là cần thiết phải là làm cái hành vi này trước thì mới được làm cái hành vi phía sau sau. Thì đấy là các ví dụ của cái mẫu câu số 2 mà chúng ta cần lưu ý cho mình nhé. Tiếp theo, chúng ta có mẫu câu số 3. Mẫu câu số 3 là mẫu câu shidai, shidai. Nếu mà chữ Hán này nó có nghĩa là chữ gì nhỉ? Chữ thứ và chữ đệ đúng không? Thứ và đệ thực ra nó không liên quan lắm đến cái sắc thái ngữ pháp ở đây lắm, đúng nhỉ? Thì chúng ta có cái phần shidai ấy, nó khi nó là trợ từ, à không phải trợ từ, gọi là gì nhỉ, phó từ đi, nó là shidai ni, nó mang nghĩa là dần dần đúng không? Đấy, ví dụ như là saikin shidai ni samuku narimashita ne, dần dần thì gần đây ấy, trời nó lạnh dần đúng nhỉ. Còn khi mà ngữ pháp thì nó mang nghĩa là phụ thuộc vào nhá, nó gần giống như là niyote hay là trong trường hợp này thì nó mang nghĩa là sau khi, ngay sau khi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ xem phần đôi như này. Câu chuyện rất là kinh điển đúng không? Ví dụ bạn Conan bạn viết thư cho bạn Ran đúng nhỉ? Rane hani no tsukamari shidai boku wa modorimasu. Là gì nhỉ? Ran là ngay sau khi bắt được tội phạm ấy thì anh sẽ trở về đúng không? Đấy. Hanin là tội phạm, phạm nhân này. Đây là gì nhỉ? Tsukamaru động từ gốc là có nghĩa là bắt giữ đúng không? Tha động từ. Còn gì đây nhỉ? Đây là gì? Đây là shidai là ngay sau khi đấy. À xin lỗi, cái này chúng ta không 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 thể dùng động từ gì nhỉ? Động từ atsukamari được, bởi vì đấy là xin lỗi, nó là gì nhỉ? Tsukamaru nó là tự động từ đúng không? Thì không thể nào mà đi kèm với trợ từ ố được nhá. Chúng ta phải dùng tha động từ là gì nhỉ? Tsukamaeru. Đấy, các bạn sửa lại cái này nhé. Đây mình sẽ viết vào đây này. Tsukamaeru mới là bắt giữ chứ không phải là tsukamaru. Tsukamaru là bị bắt. Đây. Ôi chết rồi. Cái bàn phím máy tính của mình lại cắm cái gì nhỉ? Mình lại cắm cái webcam vào cho nên là không gõ được. Thì mọi người sửa cái này nhé, không phải là tsukamari mà là tsukamae đúng nhỉ, tsukamaeru ấy, và chúng ta sẽ có là tsukamae shidai đó, boku wa modorimasu. Thì như vậy ấy, đó là gì đấy, bạn ấy nói là gì nhỉ, sau khi mà bắt được tội phạm ấy thì anh sẽ quay trở lại, thì hàm ý rằng cái việc mà anh bắt được tội phạm đấy ấy, nó sẽ trong một thời gian rất là ngắn trong tương lai thôi, chắc chắn nó sẽ xảy ra, và ngay sau khi mà anh làm được việc đó thì anh sẽ quay về bên em đúng không? Thì để thể hiện cái sắc thái nhanh chóng như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu shidai nhá. Đấy các bạn lưu ý là cái trường hợp này sửa lại cho mình nhá, đôi khi là soạn thì nó cũng bị lỗi sai. Xét thứ dốt cự của mẫu câu này, cách cấu thành này, đó là vmas chúng ta bỏ mas cộng với shidai, vmas bỏ mas cộng với shidai. Đó. Ví dụ như nãy có động từ là động từ gì nhỉ? Tsukamaemasu, tsukamaeru thì chúng ta bỏ thành tsukamae shidai đúng nhỉ? Hay là gì nhỉ? Modorimasu là gì đây nhỉ? Modori shidai đúng nhỉ? Todokimasu sẽ là todoki shidai. Cách sử dụng của mẫu câu này như sau. Nó đi kèm với những sự việc chỉ còn phụ thuộc vào thời gian để hoàn thành. Thế nào là sự việc chỉ còn phụ thuộc vào thời gian để hoàn thành? Tức là ấy, người ta ám chỉ rằng ấy sẽ mất thời gian không nhiều nữa, không lâu nữa để cho cái hành vi đấy diễn ra, xảy ra xong, đúng không nhỉ? Đấy. Và thông thường là những cái động từ như là kimaru được quyết định này, hay là tsuku đến nơi, rồi owaru là kết thúc, dekiru là xong, hay là wakaru là hiểu. Đấy. Sau khi cái gì đó được quyết định nhá, sau khi gì, ai đó đến nơi nhá, hàng hóa đến nơi, sau cái gì đó xong nhá, sau khi gì đó được hoàn thành, sau khi tôi hiểu ra cái điều gì đó thì đấy, nó sẽ là những cái phía trước, nó sẽ là những cái từ kiểu như thế đúng nhỉ, nó là những cái từ
chỉ còn phụ thuộc vào thời gian rất là ngắn nữa thôi, theo cảm nhận của người nói là như vậy. Vế sau là sự việc hành động thể hiện nguyện vọng, ý chí của người nói hoặc kêu gọi đối phương làm gì. Nó sẽ là hành động thể hiện nguyện vọng, ý chí của người nói hoặc kêu gọi đối phương làm gì, chứ không phải là các câu diễn tả trạng thái, đúng nhỉ? Không phải là những câu danh từ hoặc câu tính từ nhá, mà phải là câu động từ mang tính chất thể hiện ý chí nguyện vọng, đúng nhỉ? Và đặc biệt là vế sau không dùng thì quá khứ hoặc là các sự việc xảy ra một cách tự nhiên. Ví dụ như là mấy cái hiện tượng thời tiết ấy, đúng nhỉ? Đấy, sau khi mưa thì đường trơn hay vân vân thì chúng ta không có dùng, cũng không dùng thì quá khứ. Ví dụ thì ở dưới đây mình sẽ nói, và chúng ta sẽ có shidai là một cách nói trang trọng, một cách nói rất là trang trọng, được dùng nhiều trong văn viết và các bản thông báo thời sự, đặc biệt là thời sự chúng ta sẽ dùng rất là nhiều. Ví dụ này, quan sát các bạn quan sát các câu này nhé. Ichi này, gakko ni tsuki shidai ame ga yamu kamoshirenai, tức là gì đây? Sau khi đến trường ấy, thì có lẽ mưa sẽ tạnh. Đằng sau đây chúng ta sẽ có một câu ame ga yamu là một câu diễn tả hiện tượng tự nhiên, đúng không? Do vậy chúng ta sẽ không sử dụng cái mẫu câu này trong trường hợp với shidai, phải là một cái động từ mang tính chất ý chí. Do vậy sửa lại sẽ là gakko ni tsuki shidai mata renraku shimasu, tức là sau khi đến trường ấy, thì tôi sẽ liên lạc lại với anh, đúng nhỉ? Thì nó hàm ý rằng cái việc mà tôi đến trường đến 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 trường này này nó sẽ còn rất là ngắn thời gian nữa thôi. Đấy, và ngay sau khi tôi đến thì tôi sẽ làm cái hành vi này phía sau. Hay là câu số 2 nhé, ni bằng này. Sotsugyo shishidai Nihon e ryugaku shita, tức là sau khi tốt nghiệp ấy, thì tôi đã đi đến Nhật Bản. Thì đây là câu trong quá khứ đúng không? Thì chúng ta cũng không sử dụng shidai. Mà muốn dùng thì các bạn phải dùng trong câu tương lai, đúng nhỉ? Ví dụ như là Sotsugyo shishidai Nihon e ryugaku suru. Thì ok, hoặc là tsumori cũng được, đúng nhỉ? Tôi sẽ đi du sau khi tốt nghiệp ấy, đúng nhỉ? Thì tôi sẽ đi du sẽ tôi sẽ đi du học Nhật Bản. Thì nó ý rằng là cái việc tôi tốt nghiệp này nó chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nữa thôi. Trong thời gian rất ngắn nữa thôi, và chắc chắn là sau khi mà tốt nghiệp như vậy thì tôi sẽ đi du học. Hoặc là nếu các bạn muốn dùng trong quá khứ nhá, thì các bạn phải dùng dạng ngữ pháp là tarasu, đúng nhỉ? Sotsuyoshitara sư ni Nihon e ryugaku shita, tức là sau khi tốt nghiệp đại học thì ngay lập tức tôi sẽ đi du học Nhật Bản. Thì chúng ta sẽ đúng chứ không được dùng shidai trong câu quá khứ. Đó là những cái điểm mình lưu ý cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần rebun, phần gì nhỉ, phần cách dùng, phần câu mẫu của cái ví dụ này. Ví dụ này, ichi kuwashi koto ga wakari shidai go renraku itashimasu, tức là sau khi nắm được thông tin chi tiết thì tôi sẽ liên lạc lại. Đó, thì ở đây chúng ta dùng động từ là wakarimasu, động từ có nghĩa là hiểu biết, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái động từ này hàm ý rằng là cái việc mà tôi hiểu ra cái điều chi tiết đấy nó chỉ còn gì nhờ, nó chỉ còn trong một thời gian rất là ngắn nữa thôi, tôi sẽ có thể ngẫm ra được cái điều đó và ngay sau khi tôi hiểu được thì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái động từ, cái mẫu câu shidai trong trường hợp như vậy nhá. Hay là câu số 2, tein ni nari shidai shimekirasete itadakimasu, tức là gì nhỉ? Sau khi đạt đủ số người quy định chúng ta sẽ ngừng nhận đăng ký, đúng không? Thì tein đây là cái số người quy định, đúng nhỉ? Đây dùng động từ narimasu, là động từ gì nhỉ? Động từ mang nghĩa là trở nên ấy, thì chúng ta cũng dùng hình thức là shidai, có hàm ý rằng là cái việc mà số người quy định này nó trở nên như thế này thì trong một cái thời gian rất là ngắn nữa thôi, và ngay sau khi như vậy thì mình sẽ dừng cái việc nhận đăng ký này. Thì ở đây có động từ kime gì nhỉ, chúng ta có động từ shimekiri là deadline, đúng không? Chúng ta có dạng động từ của nó là gì nhỉ? Shimekiru, thì đây là dạng chúng tôi xin phép nhận được cái sự cho dừng deadline lại, một hình thức rất là lịch sự, đúng nhỉ? Dạng sai khiến cộng với chia thể t cộng itadakimasu, mà là một cái hình thức dùng rất là lịch sự mà chúng ta cần lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta có câu số 3 này. Kaijo no junbi ga deki shidai go annai itashimasu. Mo shibaraku omachi kudasai. Tức là sau khi việc chuẩn bị hội trường được hoàn tất ấy, thì chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn. Xin hãy chờ thêm một lát nữa.
À, chúng ta có cái đây người ta cũng dùng động từ là dekimasu, mà bỏ mát đi cộng với shidai đúng không? Nó mang nghĩa là ngay sau khi, đúng nhỉ? Sau khi cái hội cái việc chuẩn bị này nó hoàn tất thì ý rằng là à chúng tôi đang làm và nó cũng không mất nhiều thời gian để xong đâu, và nó chỉ còn một một đợi một khoảng thời gian nữa thôi, và ngay sau khi mà cái đó ok thì chúng tôi sẽ làm tiếp cái hành vi phía sau này đó. Thì chúng ta lưu ý rằng cái shidai nó mang cái nuance, cái sắc thái nghĩa là như thế nhá, chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo mẫu câu số 4 của chúng ta này, đó là mẫu câu teirai. Teirai được viết bởi chữ dĩ và chữ lai đúng không nhỉ? Dĩ tức là ví dụ chúng ta có ijo là dĩ thượng, là từ là gì nhỉ, trở kiểu như trở lên đúng không đấy, hay là ika là gì nhỉ, trở xuống, inai là trong vòng ấy, thì irai là gì nhỉ, irai là từ đấy về sau, hay là te konokata cũng là dạng lịch sự của nó. Thì mẫu câu teirai này nó mang nghĩa là kể từ khi. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bức tranh nhé. Đây ví dụ đây là một cô gái rất là thích uống rượu đúng không nhỉ? Đấy là gì nhỉ? Izen sake ga daisuki de mainichi biru ya wine demo nonde ita. Tức là trước đây tôi rất là thích rượu và hàng ngày tôi đều uống bia hay là uống rượu gì đấy. Thế nhưng mà chúng ta thấy này. Đây. Ninshin shite irai o sake o nonde inai. Ninshin đây là mang thai đúng nhỉ? Ninshin shite irai o sake o nonde inai, tức là kể từ khi mà tôi mang thai ấy, thì tôi không có uống rượu. Đó, cái việc mang thai này là một cái gì nhỉ? Một cái bước ngoặt, một cái điểm ngắt. Từ đấy mình có một cái việc, một cái trạng thái mình liên tục kéo dài từ khi cái hành vi này, từ cái sự việc này đến tận bây giờ đúng nhỉ? Đó là cái mà chúng ta sẽ sử dụng cái sắc thái của teirai nhá. Từ một cái hành động trong quá khứ đúng không? Mà từ cái đấy chúng ta sẽ làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ tiếp diễn một trạng thái liên tục từ đấy đến tận hiện tại. Đó đó là cái sắc thái mà chúng ta cần lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần cách chia cũng như là gì nhỉ? Cũng như là cách sử dụng nhá. Cách chia của nó này đó là động từ chia thể te cộng với irai hoặc là konokata. Động từ thể te cộng konokata. Như vậy chúng ta có hai cái hôm nay chia thể te rồi, đấy là gì nhỉ? Te hajimete và te irai đúng nhỉ, hay là te konokata. Nét nghĩa thì nó cũng hơi hơi na ná đấy, tí nữa chúng ta so sánh nhé. Cách sử dụng mẫu này đó là nó đi kèm với những từ thể hiện thời điểm ngắn, thời điểm trong quá khứ. Đây. Thế nhưng không dùng với thời gian quá khứ gần. Không dùng với thời gian quá khứ gần, đúng nhỉ? Ví dụ như là hôm qua này, tuần trước này, đấy. Hay là tháng trước, thậm chí tháng trước nó cũng hơi ngắn đúng nhỉ, chưa đủ dài, thì chúng ta sẽ không dùng như vậy. Ít nhất là phải là từ năm ngoái đúng không, năm ngoái hay là mấy năm trước hay là từ lâu lâu rồi ấy, thì chúng ta sẽ nên dùng nhé. Chứ còn mấy cái gần gần đây thì chúng ta không nên dùng cái mẫu câu này, mặc dù có thể đúng là từ cái thời điểm đấy chúng ta tiếp diễn một trạng thái thật đấy, thế nhưng mà để thể hiện rằng nó là một cái liên tục kéo dài ấy, thì mấy cái hôm qua, tuần trước, tháng trước nó chưa đủ đúng nhỉ, chúng ta không nên sử dụng ti là trong trường hợp như vậy nhá. Tiếp theo này, vế sau là một câu mang ý nghĩa một điều tiếp diễn cho đến nay. Tiếp diễn cho đến nay. Do vậy, nó thường chia thể tiếp diễn. Nó thường chia thể tiếp diễn. Thể tiếp diễn là thể gì nhỉ? Thể tiếp diễn là thể teiru, teita, tekita. Đúng nhỉ? Teiru là một cái tiếp diễn từ quá khứ đến teiru, xin lỗi, teiru là một cái đang tiếp diễn đúng không? Tekita là một cái mà tiếp diễn suốt trong quá khứ này. Tekita là từ quá khứ đến hiện tại, hay là câu gì nhỉ, câu danh từ, câu động từ, à xin lỗi, câu danh từ, câu tính từ, là các câu diễn tả trạng thái đúng không nhỉ? Đấy, nó phải là trạng thái nhá, không dùng để nói về tương lai, rõ ràng đúng không? Không dùng để nói về tương lai. Và tekonokata khi sử dụng thường mang tính chất lịch sự hơn so với lại teirai. Thế nhưng mà thực ra cái teirai người ta dùng nhiều hơn nhiều, ít khi người ta dùng te konokata lắm. Thông thường là cái mang tính chất gì nhỉ? Mang tính chất lịch sự cứng nhắc người ta mới dùng. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần ví dụ. Ichi nhá. Ichi ne mae ni kenga o shite irai, karara no choushi ga domo yoku nai. Tức là kể từ khi bị thương một năm về trước thì tình trạng cơ thể của tôi không được ổn lắm, đúng nhỉ? Đấy. Cái sự kiện là gì đây, bị thương đây các bạn thấy là ichi ne mae ni, tức là một năm trước, tận một năm trước cơ, và từ sau khi
tôi bị thường như vậy thì từ đấy về sau cơ thể tôi nó cứ không khỏe suốt đúng nhỉ? Đây các bạn thấy người ta dùng đây là dùng câu tính từ thế này, choshi ga yokunai là một câu diễn tả trạng thái. Câu số 2 này, ano yama no shashin no mite irai itsuka wa nobotte mitai to zutto omoi tsuzukete ita. Omoi tsuzukete kita tức là gì nhỉ? Kể từ khi xem bức ảnh ngọn núi kia ấy thì trong tôi luôn khao khát một ngày nào đó tôi có cơ hội chinh phục đúng nhỉ? Thì cái sự kiện đấy là xem cái bức ảnh của ngọn núi đúng không? Đó, và từ cái sự kiện đó chúng ta gì nhỉ? Chúng ta nung nấu đúng không? Một cái quyết tâm, một cái ao ước, một cái khao khát đó là chúng ta sẽ có thể leo nó một ngày nào đó đúng nhỉ? Đây chúng ta thấy động từ mặc dù là viết là tekita ấy, thế nhưng mà tekita nó là chặn từ quá khứ đến hiện tại, do vậy nó vẫn thể hiện cái sự tiếp diễn nhé. Do vậy mà chúng ta có thể dùng được. Câu số 3 này. Kodomo ga umarete irai soto de sake o nonde inai, tức là kể từ khi con tôi ra đời thì tôi không còn uống rượu bên ngoài nữa. Trước đây tôi rất là hay uống đúng không? Nhưng mà kể từ khi mà con tôi được sinh ra thì tôi không có làm như thế nữa. Kéo dài tận từ khi nó được sinh ra đến bây giờ thì chúng ta cũng dùng hình thức là te irai và mẫu câu đuôi là gì đây nhỉ? Nonde inai, te inai. Câu 4 này. Đây kéo kéo này xuống một chút. Yon ban. Nihon kara kikoku shite kono kata mainichi nihon no koto o omoidashite iru. Tức là kể từ khi mà tôi từ nước Nhật trở về đúng không nhỉ? Thì không có ngày nào tôi không nhớ về Nhật Bản, ngày nào tôi cũng nhớ về Nhật Bản. Thì từ cái khi mà mình về gì đây, mình về nước đấy thì ngày nào mình cũng nhớ liên tục tiếp diễn từ khi, từ đấy đến bây giờ. Thì chúng ta dùng hình thức này nhá. Rất là nhiều bạn đi Nhật mấy năm về xong rất là nhớ đúng không? Rất là nhớ Nhật, muốn quay lại Nhật đấy, mặc dù là lúc ở bên đấy thì có thể nói là không thích gì đấy, không thích Nhật đâu thì muốn về lắm, thế nhưng mà về được một thời gian thì tất cả mọi người lại gần như là đều muốn sang lại đúng không nhỉ? Rồi chúng ta vì cuộc sống, chúng ta vì miếng cơm manh áo thôi. Cho nên là cố gắng học tốt thì chúng ta sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Câu số 5 nhé. Haha ga inaku natte kono kata ha no koto kangai nai hito. Kangai nai wa nai, tức là kể từ khi mẹ mất ấy, thì không có ngày nào là tôi không nhớ về mẹ đúng nhỉ? Đó, mẹ mất là một cái biến cố rất là sốc đúng không, rất là đau đớn trong cuộc đời ấy. Và từ cái sự việc đấy thì không có một ngày nào đúng nhỉ, một cái trạng thái tiếp diễn liên tục từ khi mẹ mất đến đó là ngày nào tôi cũng nghĩ về mẹ, nhớ về mẹ. Đó, đó là cái mà chúng ta cần lưu ý về sắc thái nghĩa của câu này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại cách dùng của bốn mẫu câu chúng ta vừa học thông qua bảng so sánh sau. Các bạn rất là thích cái bảng so sánh này đúng không nhỉ? Rồi, ok, vậy thì mình sẽ so sánh này. Đó là bốn mẫu câu te hajimete, ue de, shidai và te irai. Đầu tiên đó là cách chia nhá. Cách chia thì chúng ta có hajimete sẽ là vt, như vậy sẽ giống với lại irai đúng không nhỉ? Cũng là vt. Còn ue de sẽ là veta đúng không nhỉ? Hoặc là danh từ cũng no. Còn shidai sẽ là gì đấy? Vmas, chúng ta bỏ mas đi, không có mas. Tiếp theo đó là cái việc là tính đồng nhất về chủ ngữ của hai vế câu như thế nào nhá. Đó là với te hajimete thì hai vế câu không nhất thiết phải cùng chủ ngữ, đúng không? Hai vế câu không nhất thiết phải cùng chủ ngữ. Đó. Giống như là một số ví dụ của chúng ta ban nãy không cần thiết phải cùng chủ ngữ của hai vế đúng không nhỉ? Thế nhưng v ta cộng với ue de thì bắt buộc hai vế câu phải cùng chủ ngữ. Đó. Còn v shidai hai vế câu không nhất thiết phải cùng chủ ngữ. V te irai cũng hai vế câu không nhất thiết phải cùng chủ ngữ. Các bạn lưu ý cái điều này nhé. Để các bạn xem lại các câu ví dụ đúng nhỉ, để hiểu, để kiểm chứng lại cái kết luận này nhé, hoặc là các bạn xem sách ở trong giáo trình Shinkansen các bạn sẽ thấy điều này. Đó là trong bốn mẫu này thì chỉ có veta ued, đó là bắt buộc hai cái vế trước sau phải cùng chủ ngữ, còn lại te irai, te hajimete hay là shidai không cần. Thời gian không có nhiều nên mình không nêu lên chi tiết những cái ví dụ trong đấy nữa, bởi vì là phần trước đã nói rất là kỹ rồi. Tiếp theo chúng ta có đặc điểm của vế trước này. Đối với lại te hajimete, vế trước là nguyên nhân cho sự thấu hiểu phía sau, có thể từ phía người khác, có thể là từ phía người nói hoặc người khác đúng nhỉ, là nguyên nhân cho sự thấu hiểu phía sau nhá. Đó là người ta làm cái hành vi phía trước ấy, và từ cái đấy giúp người ta có được một cái thấu hiểu, một cái suy nghĩ mới mẻ đúng nhỉ, một cái sự thay đổi đó. Thì nó cũng, nếu mà có nói như vậy thì nó cũng na ná cái tây dài đúng không?
cái đằng trước ấy. Thế nhưng mà khác đó là cái TI đằng sau nó lại là đặc điểm, đấy là một cái trạng thái tiếp diễn, đúng nhỉ? Thì chúng ta xét về phía sau. Còn UED thì sao? UED đó là phía trước, là bước tiền đề, là bước đệm cho việc làm tiếp theo phía sau, bắt buộc phải là động từ ý chí của người nói, đúng nhỉ? Còn SIDAI đó là những sự việc, trạng thái trong tương lai ngắn chắc chắn sẽ diễn ra và thường là tự động từ. Không phải tất cả các mẫu câu đi kèm với SIDAI đều là tự động từ, thế nhưng mà rất là hay gặp tự động từ các bạn nhé. Ví dụ như là owaru này, hay là kimaru, dekiru, tsuku, gì nhỉ, wakaru, đấy gần như đều là tự động từ hết. Tha động từ cũng có đấy, thế nhưng mà ít ít khi chỉ dùng cái tha động từ nhá. Còn đối với lại teirai thì sao? Teirai đó là sự việc mang tính bước ngoặt mà kể từ sự việc đó diễn ra trạng thái tình trạng không đổi phía sau. Thằng T hajimete là từ cái đó mà hiểu được cái đằng sau, tức mà nó mà trước đây mình chưa hề biết. Còn thằng này là gì đây? Từ cái đó mà có một trạng thái duy trì từ đấy đến giờ, chứ không phải là một sự thấu hiểu, một cái sự nhận ra cái gì đó mới mẻ, đúng không? Thằng này là gì? Thằng này từ đằng trước mà. Thằng trước là bước đệm, là cái tiền đề cho cái hành vi phía sau, là một hành vi ý chí chứ không phải là hành vi mang tính chất thay đổi nhận thức, đúng nhỉ? Đấy. Còn thằng này là sao? Thằng này là sau khi cái thằng đằng trước chắc chắn sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra tiếp cái đằng sau nhá. Tiếp theo này, đó là đặc điểm của vế sau. Đặc điểm của vế sau ấy, đối với lại tehajimete thì là các động từ diễn tả sự nhận ra được điều gì đó sau sự việc, sự kiện phía trước, đúng nhỉ? Do vậy thường không mang tính ý chí như là shiru, wakaru, yoninaru. Đấy, về sau nhá, là các động từ diễn tả sự nhận ra được điều gì đó sau sự việc, sự kiện phía trước. Đúng không? Phía trước nó là sự kiện, sự việc mang tính chất trải nghiệm và từ đó có được cái đằng sau. Chính vì vậy thì những cái đằng sau nó không mang tính ý chí như là shiru, wakaru, yoninaru mà nãy mình vừa liệt kê ấy. Đối với thằng UE thì sao? UE đó là các động từ thể hiện kết quả của việc lấy hành động phía trước làm bước đệm, đúng nhỉ? Hành động phía trước là bước đệm, là cơ sở, là tiền đề cho hành vi phía sau, là hành vi mang tính ý chí, bắt buộc phải là động từ thể hiện ý chí. Đấy, thằng tehajimete đằng sau không bắt buộc phải là ý chí, đúng nhỉ? Còn cái thằng shidai thì sao nhỉ? Shidai là các động từ thể hiện hành vi ý chí hoặc kêu gọi ngay sau khi phía trước diễn ra xong. Vậy thì chúng ta có uede và shidai giống nhau ở điểm đó là đằng sau này phải là hành vi mang tính ý chí, đúng không? Thế nhưng mà đối với lại shidai thì có thể là liên lạc, có thể là kêu gọi, nhưng mà cái uede thì không dùng kêu gọi, đúng không? Mà chỉ dùng ý chí thôi. Bởi vì nếu mà dùng kêu gọi thì nó là hành vi của người khác mất rồi, không phải là hành vi của mình nữa. Còn thằng teirai thì sao nhỉ? Đó là trạng thái không đổi từ sau sự kiện bước ngoặt, do vậy thường không mang tính chất ý chí nhá. Đấy, các bạn lưu ý. Tiếp theo nữa là gì nhỉ? Vế sau của thằng tehajimete có thể sử dụng thì quá khứ. Vế sau của thằng taede, đúng nhỉ? Cũng có thể dùng thể quá khứ, nhưng teirai không thể dùng quá khứ, đúng nhỉ? Mẫu teirai, xin lỗi, teirai không phải là teirai mà là shidai chứ. Mẫu shidai thì vế sau không thể dùng thì quá khứ được. Còn mẫu câu teirai thì sao nhỉ? Vế sau có thể dùng thì quá khứ, thế nhưng hạn chế, gần như người ta dùng teita hay là tekita, chủ yếu là dùng thể tiếp diễn, đúng không? Như là teiru hay là teinai, hoặc là câu trạng thái, câu tính từ, câu danh từ, các bạn lưu ý nhé. Và tính trang trọng ấy, thì trong bốn mẫu câu này trang trọng nhất đấy là mẫu câu shidai, đúng nhỉ? Mang tính chất văn viết trang trọng, hay dùng trong bản tin dự báo thời tiết, báo cáo ấy. Ví dụ như là các phóng viên khi mà dự báo thời tiết đến một cái hiện trường, một nơi nào đấy, thì người ta hay nói câu là sau khi biết được thêm thông tin chi tiết, đúng nhỉ? Đấy, kuwashi koto ga wakari shidai, đúng nhỉ? Thì chúng tôi sẽ truyền tải đấy, thì rất là hay dùng như thế. Và mẫu uede cũng khá là trang trọng, đúng nhỉ? Trang trọng hơn là so với lại tekara hay là tatode nhá. Đấy là những cái mà chúng ta lưu ý về bốn mẫu câu này, thì mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu được từ cái so sánh đấy thôi. Mẫu câu số 5 của chúng ta thì là mẫu câu tekara denakereba. Thì thực ra mẫu này chúng ta được học ở trong Shinkansen N3 rồi, đúng không? Nó mang nghĩa là nếu không thì không, đúng nhỉ? Nếu chưa thì chưa thể. Đấy. Thì vì học rồi cho nên mình sẽ chỉ nói rất là nhanh cái mẫu câu này nhá. Ví dụ chúng ta xem bức tranh, đây là một người bị gãy chân, đúng nhỉ? Một ông chồng bị gãy chân và ông nói với vợ là gì đấy? Raishu no marathon daikai sankashitai na, là gì đấy nhỉ? Rất là muốn tham gia cái buổi
chạy marathon đúng không? Hoặc cái hội thi marathon tuần sau. Và vợ mới nói là gì đây nhỉ? Ashigaskari no te karadenai to hashiru nanka dame yo. Tức là vợ nói là chân anh mà chưa khỏi hoàn toàn ấy thì chạy cho chạy nhảy các thứ thì anh không 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 được đâu, không làm được đâu đúng nhỉ? Vậy tức là bắt buộc phải có cái việc là chân khỏi thì mới có thể làm được cái đằng sau, còn nếu mà chưa có cái việc đó, chưa có chữ cái phía trước này chưa thỏa mãn thì chưa thể làm được đúng không? Đấy là cái mẫu câu của chúng ta. Bây giờ đi vào phần chi tiết này. Sẽ giúp cự cấu thành mẫu câu, đó là động từ chia thể te cộng với karadenai to hoặc là karadenakereba. Cách sử dụng đó là vế trước mang vế sau mang ý nghĩa phủ định. Nếu không làm việc vế trước hoặc không đạt điều kiện do vế biểu thị phía trước thì việc phía sau không thể được hoàn thành. V là điều kiện tiên quyết. Tại sao lại có cái làm việc V với lại đạt điều kiện do V biểu thị? Nó chính là tự động từ và than động từ đấy. Thì chúng ta có làm V trước khi V đấy là gì đấy? Khi V đấy là than động từ nhá. Đấy, cái hành vi phía trước là than động từ. Ví dụ như là Chanto benkyo shite kara denai to N ni ni goku dekinai. Tức là nếu không học cẩn thận thì không thể đỗ N2 được. Thì chúng ta có cái hành vi học, đây là một cái hành vi ý chí đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu te karadenai to này. Thế nhưng mà trong trường hợp là ví dụ như là ashi ga sukari nao te karadenai to, tức là chân không khỏi hoàn toàn, thì đấy không phải là hành động mà đấy là trạng thái đúng nhỉ? Thì vậy mình mới dùng cái là đạt điều kiện so với biểu thị phía trước đúng không? V phải là điều kiện tiên quyết thì cái đằng sau không thể nhá. Phía sau ấy thường chia dạng phủ định và hay gặp nhất đó là động từ thể khả năng chia dạng nai đúng nhỉ? Đó, động từ hay chia dạng khả năng và là chia thể nai, và một số từ phủ định ví dụ như là muzukashi này, khó này, hay là muri, dame là không thể đúng nhỉ, quá sức. Mẫu câu này nhấn mạnh vào thứ tự hành động hơn là nguyên nhân kết quả. Đấy, nó nhấn mạnh vào thứ tự hành động hơn là nguyên nhân kết quả nhé. Tức là thứ tự là cái hành vi phía trước, nó phải là cái điều kiện tiên quyết để làm cái đằng sau tiếp. Tiếp theo, nếu giữa hai vế còn bị ngăn cách bởi rất nhiều tình huống khác dẫn đến việc vế trước chưa phải là điều kiện tiên quyết của vế sau thì không dùng mẫu này được. Đây là một cái các bạn cần lưu ý cho mình. Ví dụ, chúng ta có câu sau. Công bằng Kujini nete karadenai to ashita no jugyo ni okureru hazu da yo. Tức là tối nay nếu không ngủ lúc 9 giờ thì chắc chắn là sẽ bị muộn giờ học ngày mai. Thì chúng ta thấy nếu mà dịch nghĩa thì hoàn toàn ok đúng không? Thế nhưng mà câu này là câu không đúng đúng nhỉ? Bởi vì sao? Bởi vì cái việc ngủ lúc 9 giờ ấy, nó không phải là điều kiện tiên quyết, nó còn rất là nhiều cái yếu tố khác. Cái giữa cái việc ngủ lúc 9 giờ này và cái việc chậm trễ hay là kịp cái giờ học ngày mai, nó có một khoảng cách rất là xa. Nó không phải là điều kiện tối quan trọng, tối cần thiết, là cái bắt buộc phải có đúng không? Còn rất là nhiều yếu tố khác nữa nó ngăn cách hai cái việc này, do vậy chúng ta sẽ không sử dụng nhá. Mà trong trường này chúng ta chỉ dùng hình thức là nakatara đúng nhỉ, thể tara là thể bà thôi. Đấy, đây các bạn đi xem cái câu này sẽ sửa thành như thế này. Trong hai dạng thì te karadena kreba nó sẽ lịch sự hơn so với te karadena to. Bây giờ chúng ta sẽ xem các ví dụ.例文ね。1. この果物は赤くなってから出ないと酸っぱくて食べられませんよ。Tức là nếu quả này mà chưa chuyển sang màu đỏ ấy, thì còn chua lắm, không ăn được đâu. Thì cái việc mà nó chuyển sang màu đỏ là một cái điều kiện tiên quyết đúng không? Bắt buộc muốn ăn nó thì gì đây? Thì phải đợi nó chuyển sang màu đỏ nữa. Nhiều bạn sẽ cãi bảo là ôi, xanh chát chua ngóm thì vẫn ăn. Đấy thì không nói đúng không nhỉ? Trong văn phòng của nhà thì người ta sẽ không ăn kiểu đó. Người ta sẽ phải chín người ta mới ăn. Đấy thì gần như là cái việc mà nó chuyển sang màu đỏ ấy là cái việc biểu thị nó chín thì là một cái bắt buộc. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng hình thức là te karadenai to trong trường hợp này nhá. Câu số 2 này. Motto joho atsumete karadenai to sono hanashi ga honto ka dou ka wa handan dekinai. Tức là nếu mà chưa thu thập được nhiều thông tin hơn nữa ấy, thì không thể phán đoán được, không thể đoán định được cái câu chuyện đấy là thật hay giả đúng nhỉ? Thì chúng ta thấy rõ ràng là để biết được một cái là đúng hay sai thì chúng ta cần phải thu thập rất là nhiều thông tin, rất nhiều chứng cứ đúng không? Hay câu số 3 nhé. Kono densha wa shanai no soji ga sunde kara denai to josha ni naremasen. Tức là nếu việc dọn vệ sinh trên tàu chưa hoàn tất thì chưa thể lên tàu được. Đây cũng là một cái hình như là mang tính chất bắt buộc đúng không? Đấy. Người ta quy định rồi, phải dọn xong thì mới được lên.
dạng tôn kính ngữ đây này các bạn này. Gojo shani naru đúng không nhỉ? Được chia dưới dạng phủ định thể nai. Câu số 4 này. Thain shita bakari nan desu kara jubun ni taryoku ga tsuite kara denakireba undo wa muri desu yo. Tức là vì vừa ra viện ấy, cho nên nếu mà chưa phục hồi hoàn toàn thì không được vận động đâu. Đó, thì cái việc mà chúng ta phải phục hồi hoàn toàn mới được vận động là một điều rất là mang tính chất kỳ hông tích kỳ đúng không? Điều rất là cơ bản. Chúng ta phải tuân thủ cái điều đó nhé. Thì những trường hợp này gần như là fix luôn. Những trường hợp như vậy chúng ta sẽ sử mẫu câu tê cả đến nay tội. Ví dụ như là nếu không học thì không đỗ này. Nếu không khỏi thì không được xuất viện này đúng không? Nếu không gì nhỉ? Nếu không trao đổi với gia đình thì không được quyết định. Đó. Nếu không có bằng lái xe thì không được lái xe. Là những cái mẫu câu fix sẵn chúng ta sẽ được dùng tê cả đến nay tội. Chứ còn ví dụ nếu mà không gì nhỉ? Nếu không ngủ lúc 9 giờ thì không kịp chuyến bay các thứ, nó còn rất là nhiều yếu tố ngăn cách ở giữa thì chúng ta không sử dụng tê cả đến nay tội được. Các bạn lưu ý điều này nhé. Đấy, đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý. Rồi, hôm nay bài học của chúng ta đến là kết thúc. Chúc các bạn học tốt. Hy vọng các bạn sẽ cố gắng đúng nhỉ? Theo dõi kênh và gì nhỉ? Ủng hộ cho các video tiếp theo của mình. Chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn.